Các bạn, hôm nay mình sẽ làm cái món vó bò ấy, đấy, hấp hay là luộc ấy, chấm với tương gừng ấy. Hôm nay mình sẽ làm luộc nhé, để chấm với tương gừng nhé. Ở đây tương là tương bần đấy các bạn ạ. Tương bần thì làm bằng gạo nếp ạ. Nhưng mà ở đây mình được cho, mình cũng không hướng dẫn cách làm tương bần ạ. Ở đây một củ gừng. Đây, trước tiên là mình sẽ đi luộc vó bò. Bò đây là mình, cô hàng xóm cô ấy thịt đấy, cô ấy đã sơ chế cho mình sạch cái phần hôi rồi. Bây giờ cô ấy về luộc lại ăn nó sẽ ngon hơn đấy. Sơ chế thì người ta cũng rửa sạch với gừng, với rượu và nọc bớt cái xương, hết cái xương rồi đi, và họ cũng luộc sơ cho mình. Nhưng bây giờ để về luộc để ăn đấy, thì các bạn luộc cho nó chín, nó mềm hơn đấy. Đây chín rồi nhưng mình phải luộc cho nó mềm hơn và thực sự là hết cái mùi hôi bằng cách là mình luộc với gừng và một chút muối á. Bây giờ mình sẽ lấy nửa phần này để mình luộc với vó bò, còn nửa thì mình sẽ tí nữa mình sẽ pha với gừng với tương nhé. Nửa củ này mình cho vào cái nồi này để mình luộc. Cho gừng này, cho chút muối này, hoặc là các bạn cho gừng này, cho ít hạt lêm mì chính nhé, hạt lêm vào các bạn luộc cùng ấy. Còn đây là mình cho gừng với muối, mình sẽ vào nước mà mình sẽ luộc với vó. Vó luộc đến khi mà vó của chúng ta nó mềm là được. Và các bạn để ra ngoài cho nó nguội, hoặc là cho cái ấu nước lạnh cho nó nhanh nguội. Cho muối vào luôn như thế này. Và mình sẽ cho nước ngập mình luộc nhé. Cái này nó chín sơ rồi cho nên mình luộc để cho nó khử mùi hôi và nó mềm hơn. Và các bạn đun cho mình, khi nước nó sủi thì các bạn đun thêm khoảng 20 phút là vó nó sẽ mềm hơn rất là nhiều nhé. Còn với tương gừng ấy thì rất là đơn giản thôi. Đã gọi là tương gừng thì chỉ có tương và gừng. Và các bạn thích thì cho thêm một chút bột ngọt nó vào thôi. Bây giờ trong khi chờ đợi cái món vó chúng ta luộc ấy thì mình làm tương gừng nhá. Sau tí nữa khi mà được mình sẽ để thật nguội hoặc là cho ngăn mát tủ lạnh cho, rồi cho thái thật mỏng ra thì mình chấm với cái tương gừng này. Còn cái vó, nếu mà các bạn mua được cả cái chân bò ấy thì các bạn lại phải làm sạch rồi ngâm với nước muối và nước vo gạo ấy để cho nó hết cái mùi hôi ấy, và các bạn lại xà với ít gừng nữa cho nó sạch ấy. Còn nếu mua sẵn ngoài chợ mà hoặc là mua người quen họ làm cho mình rồi mình về mình chỉ sẵn luộc lại ấy, thì các bạn luộc với gừng như mình nhé và muối ấy. Đây mình băm tương gừng. Các bạn thích ăn ớt thì cho thêm một chút ớt vào cái bát tương này nhé. Không thì chỉ đơn giản như thế này. Và cho một chút bột ngọt nữa rồi quấy đều. Và mình có bát tương gừng rất là ngon rồi ạ. Cái này thì chấm với tương gừng mới ngon ạ. Còn muốn ăn cay ấy, thì lại cắt thêm vài lát ớt nữa vào ấy. Thì nó sẽ cay hơn ấy. Thì nó mình sẽ quay sang cái nồi luộc bó nhé. Bây giờ cái này nhé, tương gừng này trước đã. Thực ra là toàn là những món ăn đơn giản nhưng mà mình đã nói là cái câu là ẩm thực Việt là tất cả những món ăn của ẩm thực Việt Nam, và những mình làm được đến đâu thì mình sẽ quay đến đấy ạ. Đấy, nhưng mà mình hướng của mình là mình mong là làm được những cái món ăn cơ bản nhất của ẩm thực Việt Nam. Bây giờ mình cho thêm một chút bột ngọt nữa vào và mình quấy đều lên là mình đã xong cái bát tương gừng này. Mình đợi để mình chấm với. Với vó để đây nhé, tí nữa mà ăn thì mình quấy đều lên. Đây nồi vó đây mình cho lên bếp mình luộc đây. Các bạn mình thấy nhìn mình đã băm nhất là nhiều gừng ra nát như này rồi. Bây giờ các bạn chỉ cần để cho nó ngập nước như này. Các bạn đun khi nước sủi thì mình sẽ vặn nhỏ lửa để cho nước sủi thêm khoảng 20 phút để cho cái gừng này nó phai ra và cái vó chúng ta nó mềm hơn một chút nhé. Rồi sau mình sẽ để ra cho ráo nước và để thật nguội thì mình thái thì vó nó ăn nó mới ngon và thái thật mỏng nhé. Đây, vó này nó có cả gân và chân nhỉ. Các bạn cũng có thể làm thêm một món nữa là món vó mà các bạn nộm hay là với các loại rau như kiểu là khế này, với cóc này. Ví dụ như vậy. Còn đây là mình làm món này là món vó.
đối với là ăn với tương gừng ạ. Bây giờ mình đợi nhé. Trước tiên là mình sẽ đi nổ vó này các bạn ạ. Để nổ vó này các bạn chuẩn bị cho mình một cái nồi nước như thế này. Nồi nước như này, các bạn cho một chút muối vào, cho một chút gừng vào như này. Để cho vó của chúng ta khi luộc nó hết mùi hôi và thơm hơn rất là nhiều khi mà luộc với gừng. Khi mà luộc xong thì các bạn sẽ vớt ra cho mình và để ráo nước. Và để vó thật nguội, mình sẽ thái thật mỏng để mình trộn với khế và các nguyên liệu để làm món nộm vó nhé. Bây giờ đợi cho nước sủi sau các bạn bật nhỏ lửa và đun thêm 20 phút nữa để cho vó nó mềm hơn nhé. Khi cái nồi nước nó bắt đầu sôi lên như này rồi thì các bạn cho nhỏ lửa cho mình nhé. Đó, các bạn có thể lật lại để cho phần bên dưới ấy, nó đã nóng rồi thì phần bên trên nó sẽ nóng. Và mình đun khoảng 20 phút ấy, cho vó nó mềm hơn rồi các bạn tắt bếp và để vớt ra để cho ráo nước nhé. Và để nguội thì vó chúng ta thái nó mới dễ xái thái. Được, và đậy vung lại và đun thêm nhé. Bây giờ mình sẽ tắt bếp mình vớt nhé. Khi mà nó đã đạt được cái độ mà mềm mong muốn rồi. Đây các bạn, nước nó cũng ngả sang cái màu này rồi. Dạ. Mà lại có rất là nhiều gừng như này nó sẽ thơm rất nhiều. Đây. Vớt để ráo nước. Nhớ là mua được những cái vó mà của người quen này. Đây nhà của hàng xóm mình cô ấy thịt mà. Thì nó sẽ rất là đảm bảo. Đây để cho thật nguội. Rồi sau các bạn thái thật mỏng cho mình nhé. Khi mà mình đã để nguội rồi ấy, mình sẽ đi thái thật mỏng nhé. Và mình bày cái đĩa và mình sẽ ăn thử với cái nước tương gừng này. Các bạn hãy làm thử cái món ăn này nhé. Để các bạn biết được thêm một cái món ăn của ẩm thực Việt. Vì cái món này mình phải thái thật mỏng nha các bạn nhé. Ăn nó mới ngon ạ. Nghĩa là nó nguội rồi, nhưng còn nếu muốn cứng hơn ấy, thì các bạn để thêm một lúc lâu nữa, hoặc là với trời lạnh này, hoặc để trong ngăn mát tủ lạnh ấy, thì khi mà mình thái nó sẽ mỏng hơn rất là nhiều. Không ăn luôn như này thì mình thái luôn khi nó nguội thì cũng vẫn rất ngon. Đây các bạn ơi, khi mà thái xong ấy thì mình để lại một ít ạ. Mình lấy một cái nước mắm này, à nước tương này. Rất là hấp dẫn ạ. Con bò này nó hơi nhỏ ấy, nên cái phần chân của nó không được to lắm. Nếu bạn nào mà thích ăn những cái món này ấy, thì ăn với tương và chấm như thế này thì là một món ăn ngon cho gia đình ấy. Còn nếu bạn mà không thích ăn ấy, thì đây là một cái món mà các bạn ít khi làm và ít khi nhìn thấy. Khi mình ăn ấy, mình thấy nó không còn mùi hôi nữa và rất là giòn và ngon. Và giờ mình sẽ dừng video ở đây ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn hôm nay mình sẽ làm cái món vó bò ấy, đấy, hấp hay là luộc ấy, chấm với tương gừng ấy. Hôm nay mình sẽ làm luộc nhé, để chấm với tương gừng nhé. Ở đây tương là tương bần đấy các bạn ạ. Tương bần thì làm bằng gạo nếp ạ. Nhưng mà ở đây mình được cho, mình cũng không hướng dẫn cách làm tương bần ạ. Ở đây một củ gừng. Đây trước tiên là mình sẽ đi luộc vó bò. Bò đây là mình, cái cô hàng xóm cô ấy thịt ấy, cô ấy đã sơ chế cho mình sạch cái phần hôi rồi. Bây giờ cô ấy về luộc lại ăn nó sẽ ngon hơn ấy. Sơ chế thì người ta cũng rửa sạch với gừng, mấy rượu và nọc bớt cái xương, hết cái xương rồi đi. Và họ cũng luộc sơ cho mình, nhưng bây giờ để về luộc để ăn ấy, thì các bạn luộc cho nó chín, nó mềm hơn ấy. Đây chín rồi nhưng mình phải luộc cho nó mềm hơn và thực sự là hết cái mùi hôi bằng cách là mình luộc với gừng và một chút muối ấy.